Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng nhé. Và mình là Thanh MC. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ekaterinburg, vùng Uran của nước Nga đây. Và ngày hôm nay thì lại tiếp tục là một ngày cuối tuần. Anh em chú cháu nhà mình lại bắt đầu tiếp tục tập trung quay là hôm nay là làm mấy món ăn gặp nhau ngày cuối tuần đây. Và anh Kim thì vừa mới đi xuống khu vực chợ gà về này, này bắt đàn vịt về coi là anh em chú cháu hôm nay sẽ đổi món nào món vịt om sấu. Đấy, hôm nay là vịt om sấu và thịt heo quay nhé, thịt heo nướng ở lò nướng nhé. Hiện tại thì coi là anh Kim này là đường vặt lông vịt rồi này, đã vặt rồi. Anh Kim ở cái gì cơ? Nướng hay là om sấu Om mẹ xấu, bọn nó bảo thích om xấu. thế thì om tất Ừ. chứ luộc còn gì Hả? Thích thì luộc, thích thì luộc một con. luộc Hả? là món này luộc rồi bỏ thì chặt dây rồi vào Ừ, thích. làm một món Làm một mỗi một mâm một xoong vịt om xấu với cả một đĩa thịt lợn nướng là ok rồi đúng không? Lò nướng thì đã bật nóng rồi nhé. Bây giờ chỉ coi là bỏ thịt ra, coi là ướp các thứ nó tí vào là nướng. Thay lông á. Con này đương thay lông coi nha. Ông kia làm cái thịt lợn Đây là xấu đấy đi. vâng Xấu mới mẻ đấy đi. vâng để cháu vặt lông con này cho vâng. Nhanh mà lông to ấy. Con này chỗ này mua bao nhiêu thịt lợn đây mà nhiều này Tuấn Anh? 7 cân. Tầm mấy? Chỗ này mua bao cân? 7 cân. Nghìn tầm 7 cân. Ui dồi ôi. Ông kia tình á. Tại ông chưa, ông nhìn 5 cân thịt lợn mỗi người được miếng nhỉ. Nhưng mà cái này phải... Đây, toàn thịt ba chỉ rất là ngon. Các bạn thấy đây. Cái này phải bỏ trước. Thịt lợn ba chỉ ở bên này, bên Nga này nhé. Ngon lắm. Thịt ba chỉ ở bên này thì bây giờ họ đương bán là 360 rúp mà. Hay là bao nhiêu rúp, một 300 mấy một cân bây giờ không biết. Đâu ra Hả? 300 lùi. 300 lùi ấy. Bao tiền một cân thịt ba chỉ này Tuấn Anh ơi? Thịt ba chỉ mua bên này là cứ gọi cho là 300 320 một cân. 320 cân à? Vâng. 320 một cân thì vào Alo. 3 đô 2. 3 đô 2 một cân thịt lợn ba chỉ nha các bạn nhé. Rất là ngon. Máy của nó tắt thì thử rồi. Đúng là nút nguồn với đấy. Nó vào cái nút thu phóng này. Con này nhiều lông con quá nhỉ. Không làm nhanh mà. Được rồi. Lông con nhiều, hơi nhiều. Trông không có cầm mẻ sang cái có mẻ đây, mẻ miếc có hết mà. Đầu bếp thường coi là xì coi là quả bị lợn nên để nướng này, cách coi là chế biến món ăn này. Gia truyền chế biến coi là quả để đợi nhiều thịt lợn quá nhỉ, 7 cân thì. Cân rồi, thế là
bốn con vịt to này, hai con nữa, thế là sáu con. Ui giời ơi, sáu con vịt, bảy cân thịt lợn. Không biết đâu, mua con này đâu, bảo năm con là vừa rồi. Tao biết đâu chúng mày ăn thì tao đi mua trăm xe đạp, tao thấy nó ấy, tao mua một con thì phải ăn, biết đâu mày ăn. Mày nhiều quá. Tin nhắn nhưng mà máy đéo mở được ra. Sao gọi cho ông thì không nghe được. Anh chẳng nghe được. Thế. Em cửa ra quá thì chịu. Em cửa ra đâu vừa này. Sáu con vịt mà lại còn 7 cân thịt nữa thì hay là làm 5 con thôi, còn đâu một con kia mà luộc. Con này luộc ấy là ngon đấy. Hả? Nó cũng không ngon hết được, tại vì nó nhiều quá. Thế bây giờ làm nào? Thì ý em nghĩ là cứ luộc mấy á lên một con, còn đâu là 5 con cho vào om xấu, 5 con om xấu mấy cả thịt lợn này lướm. Thế nào ok. Phải tính người. Người thì hơn 20 người. Thịt mà nướng thì ướp được từ lâu, từ hôm trước thì là nó ngon. Thôi để Tuấn Anh nó vặn lốt thằng Tuệ tí nữa ấy, không là rửa những cái con kia đi, sát muối nước một tí nó băm đi thôi chứ có gì đâu. Nhanh không nhỉ? Đâu anh Kim Xì. Các bạn khán giả nhìn này này. Đây là một trong những bí quyết gia truyền mà để mà làm được những các cái miếng thịt mà khi nướng lên nhá. Bì của nó gọi là như là bánh đa kế ở Việt Nam luôn. Trước khi mua thịt ba chỉ về là chúng ta hãy coi như là cho đèn khò vào khò, sạch hết cả bì đi, coi như kiểu dạng như là lẩu bì ấy, rửa sạch sẽ, không hôi hiếc, rất là sạch sẽ nhá. Sau đó thì coi là lấy que tăm sẽ đâm cho bì nó có lốt. Sau đó thì sẽ cho coi như là muối mì giấm này, để quét lên cái bì này, để cho bì nó mềm ra. Khi mình cho vào lò nướng ấy, bì nó rất là giòn. Đây là một trong những công thức mà đầu bếp bật mí cho các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền Tuyết Trắng biết được, để các bạn coi là còn làm những các cái món này thì các bạn sẽ áp dụng những các cái công thức của anh em chú cháu chúng tôi ở bên Nga này nhé. Rất là ngon luôn. Khi coi như là đấy, đâm cho nó coi là cái bì này cho nó ấy ra. Bì này chín rồi đâm nó nhanh. Vâng. Bì xấu đâm dài ấy. Nó chín thì các cái gia vị mà để ướp thịt và để nướng này nhá thì nhiều những các cái gia giảm lắm. Để mình tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn biết được là có những các cái loại gia giảm gì ở bên trong nhá. Đủ các loại luôn. Có cả lượng thơm nước thiết coi là ướp hết vào đây thì khi nướng lên thịt coi là không có một cái mùi vị gì tanh tưởi, thơm ngào ngạt luôn. Làm thì nói chung là cầu kỳ rất là lâu nhưng mà ăn thì phải nói là rất là ngon. Tại sao mà mọi người mà cứ ở bên Nga này mà cứ nói đến thịt nướng của ông Kim thì coi như là ai cũng phải ăn một lần là phải nghiện luôn, nhớ cả đời luôn. Thái ra này nó ấy nó mới ngấm á. Khi mình ướp gia vị vào thì là nó ngấm được vào trong thì nó ngon nữa. Đây là những các cái gia vị mà để ướp vào miếng thịt để nướng này, các bạn đây này. Cái này là anh cho những các cái gì đây? Nhiều loại.
nhiều loại lắm. Có cả nước dứa vắt xay, đúng không? Nước mắm mì chính, mắc hạt tiêu khén. Rồi hạt mắc khén rồi là rồi. Hạt dổi thế rồi, rồi là cái ngũ vị hương à? Ngũ vị hương thế rồi là quế hồi thế mới lại cả nước dứa xay đúng không? Thì là thịt nó mới thơm mới ngon đúng không? Thế nên nhiều loại gia vị nên là khi mà các bạn nướng là áp dụng đúng cái công thức này nhé, ăn tuyệt vời luôn, ăn phải nói là đứt lưỡi, ngon đứt lưỡi luôn. Bên này là toàn những người gọi là ăn nhậu nhiều cho nên là tay nghề gọi là làm không chê đi đâu được. Cái này là cứ ướp xong để khoảng lâu không thì cho vào lò hầm để nướng. Thời gian thì được khoảng 2 tiếng, thời gian thì nướng ngạnh được. Ướp ngay, nướng ngay nếu không có thời gian nướng ngạnh được, còn nếu càng để được lâu thì càng tốt đúng không? Càng lâu càng tốt. Để thời gian càng lâu thì gia vị nó ngấm vào thì coi là nướng thì coi là qua đêm là rất là ngon. Để qua đêm á? Đêm thì càng tốt, mình không có thời gian. Thời gian thì phải chịu. Có thời gian qua đêm thì còn tuyệt vời. Sau khi ướp thịt được 20 phút rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào cái khay này. Và cái khay này thì mình sẽ rải một lượt giấy bạc ra để khi mỡ nó chảy ra thì là nó không chảy ra, nó không bị khói nhé các bạn nhé. Đấy, mình ướp được thịt được 20 phút rồi thì bây giờ là coi như là chuẩn bị là để cho vào lò nướng này. Và lò nướng thì mình đã bật ở lớp 250 độ C rồi đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho vào lò thôi. Bây giờ thì mình đã cho thịt đây vào bếp nướng rồi nhá. Và các bạn hãy chờ đợi kết quả sau 30 phút hoặc 40 phút nữa nhá. Ở bên nhà anh Kim thì bếp lúc nó chật quá các bạn ạ, cho nên là mình phải mang về nhà mình ở khu chỗ nhà mình, cái dôm nhà mình ở đấy, để mình mang về bếp nhà mình nướng cho nó nhanh, chứ không phải là nhiều thịt quá cho nên là nướng ở một bên và coi như là làm bên đấy thì nó hơi chật chội, cho nên mình phải mang về nhà mình để mình nướng cho nó nhanh để kịp giờ, coi là 5 giờ mọi người đi làm về thì là vào là đánh chén thôi. Nhân tiện về nhà nướng thịt thì mình cũng quay luôn cho các bạn biết được là nhà mình ở đây nhá. Đây, bên trong nhà đây các bạn thấy đây. Mình trồng ớt đây, ở trong nhà nhà mình này, chín rực rồi, rất là nhiều ớt nhỉ. Ớt quả coi là chín nhiều lắm. Đây là mình trồng ở phòng ở của mình đây, ở cạnh ban công này. Đây là hai cây quất nhé. Ở Việt Nam mình mang sang mình bên này mình trồng này. Cây này thì trồng cũng rất là lâu rồi. Cây này trồng 6-7 năm nay. Nhưng mà ngày trước nó là cái cây cam hay cây gì, nó không ra quả, nên là mình mang cái mắt của cái cây quất ở Việt Nam sang đấy. Mình sang bên này mình ghép à. Thì là mình mới ghép coi là đợt tháng 6 vừa rồi. Thì là coi là hôm ghép là hôm 17 tháng 6 đấy. Thì bây giờ nó đã lên nọc rất là tốt rồi. Đây là một cây quýt nữa đây. Cái quất ấy, cái quất ở Việt Nam ấy, mang sang bên Nga này để trồng ở trong nhà này. Bạn thấy đây. Chắc là cây này chắc phải một năm nữa thì là sẽ ra quả. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây, đây là khu nhà mình đấy, nhà Thanh MC ở đây các bạn.
Này thì mình cũng thờ ông thần tài ở đây này. Đây khu vực bếp lúc đây. Thế một con luộc à hay là như nào? Đây làm cái gì đây? Luộc bún à? Thế còn đây là xoong vịt đấy à? Đây. Xoong vịt gọi là nhúng om xấu đây. Xấu coi này. Thế nghe nó yếu rồi. Linh về, Linh về lâu chưa? Dạ. Về lâu chưa? Bữa về. Anh về cháu lấy cái xong nữa nhá. Hai xong không đủ ra. À. Đây anh làm nước chấm ạ. Đủ các món rất là tấp lập. Điện nó điện nó yếu quá đâu là đấy đúng không? Không, không có cái đứt, không được. Không có cái đứt. Sau gọi là 2 tiếng. Nướng thịt thì coi như là đã coi như là các đầu bếp đã chuẩn bị coi như là đồ ở đấy hết rồi. Cái này làm gì đây? Cái lượng đấy này, nước chấm thịt à, nước chấm thịt nướng đây này. Món thịt nướng này thơm ngào ngạt luôn, bếp lúc thơm ngào ngạt. Đây làm nước chấm đi. Xoong này chả thấy sôi gì đây à? Anh chưa thái à? Thái gì? Không thấy sôi. Không. Cái này một mắt thôi. Nhân viên của công ty hôm nay về sớm đây. Này, thằng kia mẹ tại sao bốc thịt ăn sớm thế? Có cỗ coi là nhân viên của công ty về coi là rất là sớm. Đấy. Đây ngày nghỉ cuối tuần đây. Nay là thứ bảy ngày nghỉ cuối tuần coi là có anh em chú cháu đây. Hôm nay sao bảo trung thu chú? Trung thu cái con khỉ. Phá cỗ trung thu. Phá cỗ à? Thích phá cỗ à? Còn những anh chị em coi là chú cháu ở Lương Nga coi như là ngày nghỉ cuối tuần là coi là tuần nào cũng tụ tập coi như là đấy. Món này là món của ông Kim đấy. Vịt luộc, vịt om xấu, thịt quay, bún, các loại luôn, tạp phế lù. Cho các bà chợ búa thì mà hôm nay lại về sớm này. 5 giờ 10 rồi còn sớm. Cỗ bàn coi là người ta chưa làm xong coi là nhân viên nhân vật buôn bán làm ăn kinh doanh kiểu này thì chết dở rồi. Vịt rất là ngon nha các bạn thấy đây, món vịt luộc đây cực kỳ ngon luôn. Quả nước chấm thần thánh đấy, ngon. Xì dầu vịt luộc chấm với cả xì dầu và coi là thịt nướng chấm xì dầu các loại coi này. Chào Xuân Trường nhé. Sao Xuân Trường lại về sớm đây? Dầu à, chia ra mang cả sang bên phụ nữ một ấy.
múc những các cái lan khéo tay chia cái nước chấm xì dầu với lại nước chấm thịt với cả ấy ra. Tuyên đẹp dài coi là bày ấy ra cháu. Bát đĩa rồi cốc chén ra chuẩn bị ra. Đây là Tuyên đẹp dài đây. Cầu thủ coi là lặng ký nhất của đội bóng coi như là vừa cầu thủ vừa huấn luyện viên. Vừa cầu thủ vừa huấn luyện viên. Cầu thủ. Bên nó mà thắng được bàn cái lúc mà nó nhảy vào huấn luyện viên luôn. Thắng này chả thấy huấn luyện viên đâu. Người ta bảo rồi ăn là phải đi trước hiểu không? Lội nước phải đi sau đúng không Lan không nhận không? Cho nên là cứ ở đâu mà cứ nhìn thấy cỗ là mẹ phải mò đến ngay hả? Ăn người ta bảo ăn tìm đến đánh nhau phải tìm đi tâm lai ngay. Đúng tâm lai mấy giờ đến muộn. Đồ lóng đao ăn. Xoong lẩu nghe là nóng sôi. Cứ xình 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 này. Khoai sọ á. Các bạn thấy đấy. Sôi sùng sục luôn. Làm đi từ chiều rồi. Có rau cải Phan Trách về đấy. Đây ạ, đang rửa đấy. Cái bà chén lên gì nữa? Tiền mắt. Trông nhìn kể ra nhìn bà anh ăn trông nhìn giống bọn mìn phết nhỉ? Bọn mìn. Nếu như mà chín rồi thì các bà cứ chén đi thôi. À cái hương nữa. Thôi ăn dần thôi kệ. Thế Hà Tâm về chưa? Tâm đi cửa hàng ấy. Làm bánh ăn trung thu, hộp trung thu. Chưa ăn món chính xong coi là Lan đã coi như là chuẩn bị coi là làm coi bánh pizza tiếp theo này. Các bạn đây. Bột mì này. Các loại luôn. Tạp phế lù. Cô bàn thì bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhân viên của công ty coi như là kinh doanh coi là đã về nhà. Chú Kim đương ấy thịt mà. Bữa tiệc là hôm nay là thiếu vắng mất Hà Đồng. Hà Đồng đã về Việt Nam coi như làm lại giấy tờ rồi. Nên là hôm nay Hà Đồng, cầu thủ Hà Đồng là coi là vắng mặt. Còn Hà Tâm thì chưa thấy về. Đây. Chung là cuộc sống ở nước Nga thì thường những các cái ngày mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì là anh em chú cháu của chúng tôi là tuần nào cũng tập trung nhé các bạn nhé, trông ăn rất là đông vui, mỗi tuần cải thiện một bón nên là tuần nào cũng vậy, tuần nào cũng có những các cái món ăn cho mọi người rất là ngon luôn. Bên này thì nói chung là ở chung cư ở Cờ Va đấy, cho nên là không gian nó cũng bị chật chội, cho nên là quý vị và các bạn khán giả xem trên kênh YouTube cũng thông cảm nhé, bởi vì là hay tập trung ở bên nhà anh Kim, chứ còn nhà anh Kim là chỉ có hai vợ chồng với một con thôi, Cờ Va hai buồng. Còn tất cả mọi người là ở khu khác, chung cư khác, nhưng mà cứ thứ bảy chủ nhật thì là tập trung về đây ăn nhậu với nhau đây. Ô thế đồ uống đồ yếc đâu hết rồi mà chưa thấy có à? Đồ uống ấy. Nướng xong hết rồi gì? Tuần đầu bếp coi như là làm những món thịt nướng phải chặt, không khác gì gọi là thịt lợn quay cả con, coi như là phải mang dao dựa ra để chặt.
bì giòn quay như này tanh tách đấy, các bạn thấy đấy. Cách quay là tẩm ướp coi như là thịt của anh Kim là quay rất là chuẩn nhá. Những các cái món mà thịt nướng này là ai cũng nghiện hết. Tuyên có công nhận là cháu nghiện cái món thế nào? Ngon đúng không ạ? Món này trong công ty là ai cũng nghiện cái món thịt nướng của ông Kim đấy. Không, nếu như mà đúng ra thịt quay này phải thả băm dày như này, quan trì này thì nó mới ngon này. Ô thì cái Lan không vào ăn đi còn ấy gì nữa. Xong hết rồi, mày vào ăn đi. Ô thì thằng Tâm không uống rượu đi, rót rượu cho thằng Tâm. Lại rồi. Tâm ơi, chú đây. Chú để đi cái này lên mà ngồi lại. Để chú lên cho chú luôn. Ơ anh Tân. Chúc mừng chiến thắng nha. Chúc mừng chiến thắng nha. Chúc mừng anh nha. Vâng rồi. 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 Đang vào này, đang vào anh nhá. Không uống được mà lại ngồi với các ông uống thì lại không dám, không dám diệt mùi. Sao mà sẽ thay đổi tư đó cho để rượu ngon nhá. Xuống ấy. Tuyên lên sao mày quay trở đây. Chứ ai nhỏ mà lên ngồi trên. Lần sau để mẹ nhỏ người nhất mà cái tuần ta mới ngồi đấy. Ta tiếp rượu mới rót rượu. Ta bấm ngồi đấy ngồi xuống. Còn gì nữa. Vào một cái nặng quá. Chào mẹ lâu lắm rồi. Mày mà rót rượu xe là phạt. Đâu chỗ anh chú Hình xe vào. Nào, xin mời tất cả quý vị khán giả trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng nhé, vào nhập tiệc uống rượu với cả anh em chú cháu chúng tôi nhé. Nào, ô đây, nhẹ nhàng bữa cơm gia đình ngày nghỉ cuối tuần gồm có coi là món vịt om sấu nhá các bạn nhé. Vịt om sấu và coi như là vịt luộc, thịt lợn nướng rất là ngon, tuyệt vời đấy. Bây giờ còn đương đợi đồ uống Tâm Tâm mang về mà. Rượu chai đấy, bỏ chai hôm nọ mang sang đấy uống đi. Có ai đói được mà. Đẩy cái hương về đây rồi nè. À. Ô thế tưởng Tâm về rồi. Tâm chưa? Rồi. Có đầy đủ hết rồi. Bạn này, hai chai coi như là rượu cá mập, hai chai cá mập Beluga. Rồi, cỗ bàn thì bây giờ cũng đã xong hết rồi nhá. Thành MC xin thay mặt cho gia đình nhá, xin mời tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng của Thành MC bây giờ cùng vào nhập tiệc với cả anh em chú cháu chúng tôi nhá. Và video thì là đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin hẹn tất cả quý vị và các bạn khán giả ở những video tiếp theo trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng nhé. Và mình cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ, gặp nhiều niềm vui và may mắn, hạnh phúc bên gia đình ấm áp của mình. Xin chúc tất cả mọi người như vậy. Ê, các bạn thấy đây, 6 con vịt là đánh chén hết luôn, 7 con thịt hết luôn. Và hiện tại là
Hiện tại là coi như là đường thách đấu coi là đá bóng đây này. Trận bóng coi là thách đấu tiếp theo. Trận siêu kinh điển này. Trận sau là đá bóng ra những các cái món gì đây? Đà Lạt sẽ như ai mà đột keo với đổi một cơn hoa là từ từ luôn rồi đấy đã chọn keo rồi làm cửa lời mới làm thôi đấy có trong tay đây rồi có một bữa ăn đấy có ăn ăn đổng thôi ăn là thịt nướng ăn thì đừng ăn chứ đừng ăn cá tổng cá tầm hay cua vàng đấy hay nào ở nhà này có một thằng lại không ăn vịt thằng không ăn cá khó chiều nhỉ không tư tai công an thứ bảy thứ bảy cái đó chứ chứ thứ bảy là không mưa mai mai bên kia đẹp đi không mai đá rồi nhưng mà sẽ mai đá mai mai đá bóng luôn mai đá luôn nào bây giờ cỗ bàn tiệc tùng đã ăn xong rồi đây. Ông Thanh MC tặng trung thu cho phụ nữ đây. Đây. Đấy. Quà Tết trung thu đấy. Bỏ ra. Đấy. Đây là quà Tết trung thu này nhá. Đấy, các bạn thấy đấy. Đấy. Đây là bánh Tết Trung Thu đây. Ở ngoài kia thì tiếp tục quay là nướng bánh pizza nữa đây. Cuộc sống ở nước Nga đây nhá, các bạn nhá. Nên là đấy, các bạn biết đấy, cuộc sống ở Nga là nó là như vậy. Ở bên trong là nó có những các loại gì? Nhân đậu đỏ mới đậu xanh nhân sâm ấy. Các loại bánh Trung Thu của Trung Quốc. Lên đây, lên đây, đây, lên đây, cho nó mang hết của nó mang về. Đấy. Vừa mới ăn xong là coi là các đầu bếp phụ nữ lại tiếp tục làm bánh pizza này. Đấy. Tay nghề của chưa có cái gì, chú chưa quay. Tay nghề của Nam rất là cao. Đấy. Rất là ngon nhá. Đây là những cái gọi là phôi đấy. Đây là giò tây đây. Đây là pho mai. Đấy, pho mai đấy. Làm coi là rất là tay nghề rất là cao. Nan là bánh pizza ngon lắm các bạn. Sau gọi là 10 phút. Lan gọi là chế biến này, món gọi là pizza thế ngon. Tôi lại điệp đây. Lan chế biến món pizza như là đã xong hết rồi. Mọi người gọi là vừa mới ăn tiệc xong. 6 con vịt, 7 cân thịt. Xong là tiếp tục ăn đến bánh Trung Thu. Và bây giờ lại tiếp tục quay là ăn đến bánh pizza nữa này các bạn thấy này. Ở Nga mà quay là đấy. Công ty quay là các bạn thấy này. Công ty nhà mình ở bên Nga là công ty mã đăng ký thuế là tên công ty là công ty pha chế thực phẩm sạch nhá. Mã có sao nào?